Ví dụ sư phụ phải chuyên tâm lo cái phía này. Rồi quý vị cứ dùng cái cảm tình Atula, cái đầu óc chú ý quý vị kéo sư phụ qua bên này, thấy chưa? Rồi người này kéo bên kia, này kéo bên nọ. Sư phụ không có đủ cái gì hết sức mà để lo cho những người khác thì cũng được, sư phụ làm cũng được, nhưng mà làm nó mệt nhọc hơn, nó bị cản trở, thấy chưa? Bị mệt hơn. Anh nói quý vị phải để ý một chút, làm việc thì phải làm cái việc đó. Không phải mặc áo lên rồi đứng gần sư phụ khỏe quá, mấy người kia đâu được dòm đâu. Mình đứng gần dòm, dòm gì, dòm quậy. Phải hy sinh một chút chứ. Nếu quý vị nói sư phụ hy sinh nhiều, hy sinh biết bao nhiêu, thì quý vị hy sinh chút đâu nhận gì, phải không? Quý vị nên biết là sư phụ đi đường xa đã mệt lắm rồi, đâu nghỉ ngơi gì được đâu, trên máy bay chắc thì nghỉ được. Nó chạy tới chạy lui, nó hút thuốc, nó xong đầu xong óc sư phụ hết trơn hết rồi. Sư phụ chạy tới chạy lui hoài, nó hút rồi cái sư phụ chạy thuốc lên kia, nó hết thuốc sư phụ chạy lại cái khá vậy đó. Rồi sư phụ đến đây rồi đã tặng thứ mấy rồi, thấy chưa? Ở đó mệt một cách rồi, quý vị lâu lâu mới giúp lần tinh thần đầy đủ. Qua đây ta giúp cho. Chờ đợi lâu ngày rồi mày dao bén rồi sao mặc đồ liếc rồi bén ngót hết trơn hả? Tinh thần đầy đủ chưa, không có biết sư phụ mệt như thế nào không? Nhiều khi học trò của sư phụ nó cũng vậy. Thí dụ như những người mà ở Đài Loan qua đó, nhiều khi sư phụ thí dụ đi một đoạn đường này thì dùng một nhóm học trò này, đi qua đoạn đường kia dùng một nhóm học trò kia. Tại nhiều khi cái visa đó, cái gì cái thông hành nó khó khăn đó, thì kêu thí dụ như kỳ này đem những người nào có thông hành Mỹ mới qua được. Còn những người mà sư phụ mà dùng quen rồi hoặc là video giỏi hay là làm gì giỏi đó, không có được kẹt hết rồi, không có qua này được. Cho nên cái nhóm này là nhóm khác. Thành ra cái nhóm kia đi rồi, vừa làm quen với nhau cả tháng mấy rồi, đi mấy nước quen rồi, vui vẻ rồi. Cái thay đùng một cái, thay cái nhóm này, cái nó vô, nó xông vô, nó rất là hùng hổ, phải không? Là mạnh mẽ tinh thần ở Đài Loan, nghỉ mấy tháng đâu có gặp sư phụ sướng quá rồi. Ồ, thiền rồi kia lắm. Hồi qua đây cái là thôi, ào vô một cái, hết hồn luôn. Làm việc một cách như là hăng hái, nhưng mà đụng đâu, cái hồi xong đó vậy đó, hiểu chưa? Rồi làm sư phụ cũng mệt lắm. Nhiều người không có chuyện làm nhiều đó, lâu lâu chụp cái hình đó rồi ngồi đó đợi đó, đợi sư phụ đi cho bệnh, cho bánh, cho kẹo hay là nói chuyện cổ tích cho nó nghe, mà nó không chết á. Thành ra vậy đó, cái tinh thần của quý vị nhiều khi nó cũng vậy ha. Quý vị không phải tê tâm, you translate for him, if he's the only one, it's okay. Tinh thần của quý vị không có kiểm soát chặt chẽ. Qua cái nhào vô rồi mười mấy người đứng trước cửa nói chuyện rầm rầm hộ pháp ha. Thí dụ vậy đó ha, hồi nãy sư phụ nói chuyện nó có nói đủ, nó hết chưa, hay là nói chuyện nó một nửa đó, nói tới đâu, nói là gác à, đuổi rồi, đuổi rồi à. Tại em một tạ mà có nghĩa là nam thanh nữ tú, đâu phải nam thanh không có nữ tú. Nữ tú có hai ba người ở trong à. Mà bữa đó thường mấy kỳ này sư phụ đi thì làm việc nhiều quá đó, cái nhà nào sư phụ ở lại cho những nhân viên làm việc của sư phụ thôi, nhóm cái crew member của sư phụ, nhóm sư phụ thôi, còn những người khác cái tinh thần nó khác, thấy chưa, nó thông quá đi, cái bệnh gì mạnh mẽ quá đi không được, còn những đứa là nó mệt đừ rồi thì nó cũng giống y như sư phụ. Đây là loan qua cái kiểu đó mà rồi về là nằm dài đó. Còn không lo tắm rửa rồi miệng mồm gì không nói gì, không chạy tới chạy lui nữa. Tại nên sư phụ khỏe, đồng nhất thể, phải không? Còn mấy cái tên mà mập mạnh khỏe mà lâu lâu mới nhào ra, một lần làm hộ pháp rồi tôi sợ chết luôn. Ở đứng người đó nói chuyện cả đêm. Nghe làm đêm không ngủ hai đêm cũng được, không sao hết. À, khỏe mà lâu lâu hộ pháp một lần sướng quá, trời ơi. Đứng người đó bàn chuyện quốc gia đại sự. Rồi sư phụ ở trong này cái bầu không khí nó khác sao ngủ được, hiểu chưa? Thành ra nói gần nói xa hôm qua nói thiệt chút đuổi đi hết. Đẹp trai gì cũng kệ cha nhà ngươi. Ông dòm không thêm dòm nữa. Cái hồi đó mà có người nào mà đẹp nhất mà đi vô sư phụ cũng đá ra hả? Không ăn nhầm gì hết, mệt quá. Thì quý vị biết vậy đó ha. Thì sao để ý chút. Còn những công việc ở trong thiền đường á, thì thấy người nào có tài thì mình phải ủng hộ người ta hả? Cho người ta ra làm việc rồi ủng hộ, chứ không có được dành nhiệt lẫn nhau mà ghen ghét lẫn nhau hả? Mọi người nào làm được cái gì thì làm thôi hả? Mỗi người chia ra một việc làm, nhưng mà phải giúp đỡ lẫn nhau nữa, chứ không phải nói cái chuyện đó anh mà kệ anh à.
Ví dụ đó, những khi người ta bận hoặc là người ta làm không hết thì mình phải giúp đỡ. Giúp đỡ không có nghĩa là giành việc làm của người ta, hoặc là ganh ghét, hoặc là làm cho bầu không khí nó có vẻ giống như chính trị. À, mình người tu hành nó phải khác chút. Quý vị phải biết rõ ràng như vậy ha. Ừ, sư phụ nhắc lại. Nhưng mà sư phụ nghĩ ở đây cũng không có ai đâu. Chắc có một hai người con sâu lầm rầu nào canh mệt quá. À, những con sâu đó nói hoài nó cũng vẫn là con sâu. Bực mình, thấy không? À, nhiều khi phải dùng phương pháp mạnh chút. À, bằng chải á. Quần áo mà dơ quá thì phải dùng bằng chải phải không? Mà nhiều khi đập trên đá phải không? À, ấy đập trên đá có không? À, có chứ. Đập rồi chải rồi chuốt rồi. Nhiều khi dùng dao cạo nữa. Có phải không? À, nhưng mà mấy người đứng xung quanh thấy lè lưỡi ha. Nhưng mà chỉ là quần áo thôi, đâu phải người thiệt, sợ hả? Nhưng mà giặt quần áo đâu có nhầm gì tới mình đâu, phải không? Trừ khi nào mình cái bằng identify là gì, mình nhận diện là mình ấy là cái quần áo đó, mình mới cảm thấy nó khó chịu hả. Chứ còn thí dụ như sư phụ la quý vị là la cái đầu óc, la cái thói quen của quý vị, đâu phải la người của quý vị mà quý vị lo, phải không? Cái thói quen của mình thôi, cái thói quen nó hư chứ không phải con người hư. Thì mình đừng có identify mình với cái thói quen đó. Mà sư phụ la thói quen mình, không có la mình. À, sư phụ giặt là giặt cái quần áo dơ của mình, nó phải giặt mình. Ví dụ đại khái, ta phải hiểu như vậy thì không bao giờ bị đau đớn hay là khổ sở hay là động lòng hay là thối tâm hay là cái gì đâu. Atula, hả? Atula, cảm tình Atula. À, cái tất cả cái gì đều của mình tạo ra hết. À, sư phụ lúc nào cũng rất là tốt với quý vị, lúc nào cũng không có giận dỗi, không có gì của quý vị hết á. Giận la là cái thói quen của quý vị không tốt, mà ở bên ngoài đem vô trong thiền đường, hiểu chưa? Nhiều khi mình lớn tuổi rồi, mình sống cái thói quen nó lâu rồi, vô đây quên à, nó làm tiếp tục, sửa không kịp. Thì sư phụ sửa giùm cái thói quen đâu, chứ đâu có sửa quý vị đâu, vẫn thương yêu quý vị như thường. Tại sao mình phải nhận những cái thói quen nó làm con người của mình? Người mình đâu phải như vậy, đâu phải xấu như vậy, đâu phải có những cái tật xấu thói như vậy. Cái đó là những cái mình thâu thập ở bên ngoài thôi. Mình nhét túi đó rồi mình để đó rồi thì không, nếu mà không có đúng, dùng không tốt, không có lợi thì sư phụ bị lấy ra dẹp đi, dục đi vậy thôi chứ gì đâu mà quyến luyến hả. Dục là dục cái đó chứ đâu có dục mình đâu, mà ăn nhầm gì cứ chạy theo níu hoài nó. Cái này ta túi đó, túi đi, đừng có dục túi đi, đừng có dục túi đi. Nó phải là mình ngu không? Ok, một hai người mà làm có những cái tánh mà tranh giành này kia đó, hay là những cảm tình Atula quá nặng nề đó, thì dĩ nhiên làm phiền tất cả mọi người hả? Không phải những người đó không tốt, nhưng mà tại có một nhiều cái góc cạnh nào đó chưa có cái dũa mài vậy thôi, hả? Thì sư phụ nhiều khi giúp dũa giùm cho nó lẹ mà hả? Còn không chịu thôi. Không chịu thì nói rõ ràng, thì sau tôi không nói nữa hả? Để đó. À, con thư rồi vậy để đó cho nó đẹp. Không cắt bỏ đi hả? Sư phụ quý mến quý vị lắm chứ. À, người nào tu sư phụ rất là cảm ơn hả? Để giúp đỡ cho sư phụ nhẹ gánh tăng bồng. Giúp đỡ cho thế giới bớt nghiệp chướng, phải không? Sư phụ rất là cảm ơn những người đó, rất là kính phục. Thiệt tình quý vị nghĩ rằng quý vị cảm ơn sư phụ, sư phụ rất cảm ơn quý vị không biết hết chứ. Có thể là quý vị cũng biết, sư phụ người nào mà tu hành sư phụ rất cảm ơn à. Sư phụ rất là cảm ơn, rất là cảm ơn, rất là quý trọng hả? Nhiều khi có những cái thói quen của mình bên ngoài sửa bớt thôi chứ gì đâu mà hả? Mỗi người đều mang những cục đá nặng nề đem vô làm chi vậy, phải không? Để thiền đường mình sạch sẽ vui vẻ. Hồi nãy sư phụ ngồi đó cứ kiếm bảo hoài, coi bảo mặt mày có nặng nề không, không thấy đâu hết trơn. À, thôi cũng chịu thôi hả? Gia đình sư phụ mà giận sư phụ cũng chịu, không gì học trò hả? Gia đình nó không hiểu thôi. Mà thấy gia đình sư phụ cũng tốt không hả? Không giận dỗi gì sư phụ hả? Thấy không? À, rồi bạn bè sư phụ thấy cũng tốt không? Đi đợi cả ngày mới được gặp sư phụ, mà gọi điện thoại cũng không nói được với sư phụ, mắng đâu giận đâu, cũng lại ngồi như thường. Rồi biểu nó vô kia ăn cơm cứ vô ăn thôi, chứ không có là kéo rồi sư phụ cứ vô đây ăn luôn. Mà bạn bè lâu quá kiến anh chân chú gặp nhau đi, sao không thương tôi hả? Nó làm khinh tôi này cái nọ, không phải vậy không? Thấy những người bạn của sư phụ tốt không? Bạn học của sư phụ bây giờ hai người ngồi trong đó ăn cơm đó, sư phụ biểu gì làm nấy à,
không có giận, không có la kéo, không có làm phiền phức, không có kêu bằng cái gì, rắc rối cho sư phụ đó. Thí dụ mình nó bắt ép người ta vô, bắt ép sư phụ vô ăn, rồi nói bạn bè lâu quá gặp nhau mà phải vô chán anh chán chú này kia, chắc sư phụ cũng phải đi. Nhưng mà làm vậy trở ngại cho sư phụ nhiều, thấy không? À, mà chưa chắc hai bên đã vui vẻ với nhau, phải không? Thì sư phụ là lo đại sự trước, rồi cái cảm tình cá nhân là riêng. À, còn sư quý vị thấy thầy sư phụ cũng đáng tôn kính không? À, cũng không có làm gì đặc biệt mà nghĩa là tôi đây ông thầy đây này kia cái nọ bắt người ta khổ sở làm phiền, phải không? Sư phụ thấy quý vị thấy bạn bè thầy gia đình sư phụ tốt không? À, thì quý vị phải noi theo. À, nếu mà nói về thế gian, nói về tình cảm thế gian thì quý vị không là thứ gì đối với sư phụ hết. Không quen biết, không bà con, không dòng ngõ, không bạn bè gì cả. Nhiều khi gặp một mặt thôi, chưa gặp gì nữa. Rồi đội này đội kia tùm lum hết, không? Gia đình sư phụ phản lại không dám đòi gì cả, thấy không? Thầy học sư phụ mà không dám nói gì hết, không hô hé gì hết. Bạn học ngồi đợi cả ngày, từ hồi sáng sớm gọi điện thoại tới giờ cũng không dám nói gì hết. Rồi bây giờ sư phụ nhớ rồi kêu vô mới vô, không thôi cũng không dám vô hỏi gì hết. Cũng phải không dám, nhưng mà biết là sư phụ bây giờ không phải như hồi xưa, không phải sư phụ thay đổi, nhưng mà cái hoàn cảnh sư phụ thay đổi, sư phụ phải lo cho cả thế giới. Nhiều khi tiền bạc sư phụ cho gia đình đó, sư phụ gia đình cứ từ chối hoài, nó thôi để lo cho này đủ rồi, chúng tôi đủ rồi, có nhiêu xài nhiêu, không xe xuống đòi hỏi gì hết. Ông nghĩ là sư phụ bây giờ giàu có rồi, thế giới kính trọng rồi, phải lo cho gia đình trước. Không có gia đình sư phụ không có đòi hỏi như vậy. Cái sự cái sư phụ cho thì cho, nhưng mà nhiều khi họ cứ từ chối hoài. Nhưng mà sư phụ nói thôi, cái này ba tờ giấy không làm gì mà đẩy tới đẩy lui hoài, mấy tờ giấy nó in mấy cái số là chứ gì đâu, thấy không? Thì sư phụ giúp đỡ người ngoài còn được, thấy không? Huống chi là người gia đình thì cũng phải có bổn phận chút vậy. À, nếu sư phụ không có thì không nói gì, có thì giúp đỡ chút đỉnh thì cũng đừng từ chối. Nói quá thì họ cũng nhận vậy thôi, ta không bao giờ đòi hỏi gì hết. Lên thì tự mình ở lấy, ở hotel mướn lấy, rồi đi đúng giờ sư phụ đi hồng pháp, cái vô đó, ngồi chung với thính giả nghe, rồi xin phép hộ pháp cho vô gặp sư phụ, chút hộ pháp nó không được rồi cũng thôi, rồi đứng ngoài đó, không la làng, xóm gì không nói hết. May sao mà gặp mấy người kia, họ biết mặt, họ nói có nghe sư phụ, chị sư phụ với bà con sư phụ đến, sư phụ có muốn gặp không? À, rồi sư phụ cũng nói muốn, nhưng mà để lát đó, tại vì bây giờ đang interview á, đang gì? Cho mấy người ta nói chuyện riêng đó, thành ra cũng nói với mấy người đó mấy phút thôi rồi đẩy ra thôi. Hôm qua nó đẩy qua đẩy ra thôi, sư phụ nói thôi đi về đi, một lát sư phụ gặp, nếu rảnh rồi đó, chuyện đã mắng rồi xong hết rồi, sư phụ lại thăm lại hotel đó, thăm chút rồi đi về. Rồi sư phụ nói bữa nay đại sư phụ lại đây đó, khi mà có muốn gặp sư phụ thì lại đây gặp, thì không biết đi đâu gặp được nữa hết. Thì sư phụ ở nhà cũng lo chuyện khác, chưa ở nhà đó thì cũng có điện thoại, thì cũng lo những công chuyện nội bộ của mình đó, làm việc trật này kia, rồi sư phụ cũng xả cho một mắt cũng mất thì giờ chứ hao tốn gì hơi ám của sư phụ ai, anh ấy cũng bận lắm. Như hôm nay thí dụ có thầy Thích Mẫn Giác gọi điện thoại cho sư phụ đó, mà cái khi mà sư phụ biết được rồi đó hả, là sư phụ đã hết hơi rồi. Tại chỉnh đốn mấy anh đi theo sư phụ đó làm việc về bối đó, ngày hôm qua đó, làm không đúng lời sư phụ dặn đó, chỉnh một mắt rồi sư phụ mệt quá, nằm đó cái mệt cái hơi hết nổi rồi. Muốn nói chuyện với thầy Mẫn Giác mà nó thôi để lát nữa, nó để cái hơi nó hết, nó khỏe lại rồi mới nói được. Nó không ra hơi á, sợ không thấy không nghe mình nói được, nó trời ơi tu hành gì đâu giống gà chết vậy nè. Cổ vậy đâu có biết mà sư phụ nghe là đi vòng quanh thế giới nói chuyện biết bao ngàn người rồi, phải không? Nhiều khi nói chuyện riêng từng người thiệt là mệt, không ai hiểu được giùm chuyện đó. Sư phụ không biết sư phụ cái sức khỏe từ đâu ra. Hồi xưa chưa tu hả, nói chuyện với ai mà một tiếng hai tiếng đồng hồ là sư phụ mệt ngất rồi, không có muốn nói được nữa rồi. Quý vị có ai vậy không hả? Nhiều khi không muốn nói nữa, ai nói với mình cũng mệt nữa, muốn chi mình nói với người ta. Sao bây giờ nói hoài cả ngày cũng chưa có chết nữa. Số gì đâu kỳ, càng già càng dẻo càng dai chứ. Còn hồi xưa đó là còn trẻ nè, còn trẻ mà nói một hai tiếng đồng hồ hay là ai nói mà ngồi nghe hoài là mệt chết á. Bạn bè đó nhiều khi nó mệt,
Thành hồi xưa sư phụ ít có bạn. À, nên mệt. Rồi cái lúc gọi cho thầy, thầy mất làm gì đó, pháp hội gì đó, rồi không có nói được nữa. Không biết cái người thư ký gì đó họ có truyền lời giùm không. Nói với thầy một lát, thầy gọi tới cái số đó, mà chắc ông gọi rồi mình đi mất tiêu rồi. À, đi được cả ngày đó đâu có nhà đâu. Mà sáng chiều thì đi thăm bà chị đó, sáng thì lo làm công việc rồi này kia nọ rồi cái xong, bây giờ chiều đi thăm bà chị rồi tối lại đây tới bây giờ thôi. Một lát về nhà chắc cũng lâu lắm rồi. Một hai giờ vậy đó ha. Ở đây có chuyện gì rắc rối không? Quý vị làm việc có gì trở ngại không? Cái lúc này mà đòi truyền thầm ân một đứa nhỏ, mệt sư phụ muốn chết luôn. Không ai biết trời đất là gì á, toàn nghĩ tới mình không à. Hả? Mà hôm qua truyền thầm ân người bắt nhỏ sắp đi mất. Rồi bữa nay đòi thì cũng được đi, nhưng mà mệt quá. Phải không? Từng người vậy chứ, cứ đi săn hoài tới chừng nào mới hết. Hả? Làm sư phụ trước mặt công chúng mặt mày nhăn nhó ra lối ông sùm, tớ tưởng đâu sư phụ dữ lắm. Mà dữ thiệt hả chứ. Nếu mà sư phụ không dữ thì quý vị không có như thế này đâu. Treo lên đầu lên cổ sư phụ đòi này đòi kia, cứ theo cái đầu óc mà Atula với đầu óc phàm phu của mình mà làm việc, hiểu chưa? Chứ đừng có sợ những cái sự la mắng của sư phụ. Mình có rèn luyện mình mới nên người. Như con tượng gỗ, ông Phật gỗ thôi mà nó rèn, nó luyện, nó ngâm, nó đốt, nó thiêu, nó cạo, nó vũa, nó cắt, phải không? Mới thành một con Phật gỗ rồi người ta mới thờ, mới bái. Huống chi mình muốn thành một con Phật sống hả? Thì đừng có sợ những cái sự mà mổ xẻ, chưa? Chứ mà nếu mà sư phụ mà không có, mà kỹ lưỡng một chút, không có nghiêm khắc một chút, không giữ một chút à, quý vị không có ra gì hết đó. Quý vị cứ lè phè giống như kiểu mấy người ngoài kia, ai nói ngọt thì mình thích à, rồi cứ chiều theo cái những cái thấp những cái thói quen thấp kém của mình, làm sao mà tiến bộ được, làm sao mà thành một cái người lớn được, làm sao mà rộng rãi bao la như trời đất được, hiểu chưa? Như ông Lục Tổ Huệ Năng hồi xưa nhớ không? Ông thầy của ổng là Ngũ Tổ Hùng Nhẫn, phải không? Truyền cho ổng tâm pháp, mà truyền áo truyền mũ mà sợ học trò muốn chết, dán cửa sổ rồi dán bích bùng ở trên, rồi hai người ngồi trống như là ăn trộm á. Truyền pháp cho cả đất trời mà như ăn trộm. Rồi biểu đi lẹ đi con, không có được ở, đi liền tại chỗ. Lãnh y lãnh bác xong rồi đi liền. Mà hai người lén lén đưa nhau ra chứ sao không có hộ pháp nữa. Mà đi nửa đêm nửa hôm gì mà trốn ra ngoài đi à. Trốn á, quý vị đọc có biết không? Thầy gì đâu mà không phong độ, thấy không? Mà phải làm gì đâu, họ sợ. Truyền pháp à. Truyền áo cho mũ cho, truyền y bác cho người học trò mà đắc đạo thôi á. Mà sợ như vậy đó. Rồi cái ông học trò đắc đạo đó phải trốn 16 năm lặng lẽ ở trong rừng á. Ăn thì ăn uống mà cũng ăn chay mà không ăn đủ nữa. Ăn chay mà ăn chay đụng. Cái mà ăn chay phương tiện đó. Nhiều khi nó nấu bỏ trong thịt rồi vớt rau ra ăn. Vậy đó, hèn chi phải trốn 16 năm. Ăn chay kiểu đó không sao sạch sẽ được. 16 năm ra rồi còn gặp nạn nữa, thấy không? Nam Bắc phân tranh rồi học trò bên này chửi thầy bên kia, thấy không? À, cái ông thầy của bên miền Nam mà kính trọng Huệ Năng, mà học trò của ông thầy đó là chửi Huệ Năng, thí dụ vậy đó, quý vị thấy không? Thành ra những cái vấn đề nó phức tạp lắm à, không phải nói mình có ông thầy rồi tốt, ngày ông cười hoài giống như ông Di Lặc ra là tốt, khỏe, ông cho bánh cho kẹo hoài hả? À, mình có con nó cũng đâu phải nó ăn chocolate rồi nó lớn đâu, không phải nó ăn bánh rồi nó lớn đâu, phải không? Phải dạy dỗ nó, rèn luyện nó, phải la mắng nó mới lớn, nó mới thành người chứ đâu phải tối ngày cho ăn bánh không nó lớn đâu, phải không? Rồi quý vị đó nhỏ như vậy mà dạy mà còn khó vậy, huống chi quý vị đã già rồi, đầu tóc điểm xương hết trời rồi bắt đầu dạy lại dạy sao nổi mà hả? Ai dạy nổi quý vị, ai dám dạy hả? Ở ngoài kia mà không gặp sư phụ, quý vị gặp ai quý vị đâu có nói năng nể ai. Ai cũng nể quý vị hết, phải không? Đừng có đụng tới tôi à, đừng có đụng tôi à.
anh coi chừng à, anh không biết tôi là ai sao à, đại khái vậy phải không? Thì thường thường mệt lắm à, ở đây sư phụ công bình lắm à, sư phụ dòm đạo đức, không có dòm tuổi tác, không có dòm cấp bằng, không có dòm danh lợi địa vị tiền bạc của quý vị. Thành ra quý vị biết sư phụ nói ra một lời là công chính, thành ra quý vị ít có trách gì sư phụ phải không? Có cũng lén lén là không dám nói, lén ở trong bụng không dám nói trước mặt, sợ hộ pháp. Sợ hộ pháp nó hộ ra ngoài kia à, nhưng mà nhiều khi cũng, quý vị để cái đầu óc của quý vị gạt gẫm quý vị nhiều á, thành phải ráng mình kêu bằng cái gì, mình coi chừng cái đầu óc của mình chứ đừng coi chừng ai hết á, mình nên sợ cái đầu óc của mình, sợ những cái thói quen của mình chứ đừng sợ sư phụ á. Sư phụ không có gì đáng sợ cả. Cái người kẻ thù duy nhất của mình là chính mình, chính cái đầu óc của mình, chính những cái sự lạm dụng quyền tự do của mình à, đi không đúng đường vậy thôi ha. Sư phụ thấy nhiều khi đi những cái chỗ khác thấy người ta cũng có tu hành, cũng có nhiều người rất tốt lắm chứ không phải không tốt, nhưng mà sư phụ vẫn cảm thấy kỷ luật cũng hơi không có được như ở bên này, hay không được như của quý vị. Thì sư phụ cũng cảm ơn quý vị hợp tác à, để mà rèn luyện chính mình này, sư phụ cũng rất là cảm ơn à. Nếu mà mình tu hành mình tự dung dưỡng lấy chính mình thì khó tiến bộ lắm. Mình phải xét rõ ràng, mình phải thật tâm với chính mình, hết sức là thành thật với mình mới được. Sư phụ tới bây giờ vẫn còn phải xét mình hoài, hiểu chưa? Xét mình hoài à, vậy đó, sư phụ cứ xét hoài à, không biết xét đúng xét sai mà cứ xét hoài à. Nhiều khi sư phụ nói cái lời gì ra, mặc dù cứ đúng là thiên ý, nhưng mà sư phụ cũng sợ là cái giọng nói của sư phụ nó hơi quá cao, nó quá lớn, nó quá cái vần quá dữ à. Sư phụ về nhà cũng nghĩ lại coi nãy nói vậy được không, rồi hỏi Phật Bồ Tát coi nãy nói vậy đúng không, chừng nào ông nói ok thì thôi, còn không ok sư phụ tự phạt quỳ. Nhưng mà không ok hoài thành đỡ đầu gối. Hay là chắc ông thấy tội nghiệp nhỏ con rồi làm việc nhiều quá thôi, ông nói thôi kệ nó, tha cho nó đi ha, lấy công chuộc tội ha, công nhiều tội ít thì thôi kệ nó đi ha, thành ông cũng ok cho qua ngày tháng à. Thì quý vị cũng phải tự xét lấy mình ha. À, còn nhiều khi nghĩ rằng sư phụ có làm lỗi gì thì thôi tha cho sư phụ đi, có một người dễ tha lắm mà, phải không? Tất cả mọi người tha cho một người dễ ợt à, hả? Còn sư phụ mà tha cho nhiều người mới khó chứ hả, phải không? Mỗi người có mỗi cái cá tánh riêng, mỗi cái ngã mạng riêng, mỗi cái đường lối riêng, mỗi cái gồ ghề riêng của mình, mà sư phụ cũng tha hết, cũng nhẫn được hết. Thì quý vị nhiều người như vậy tha một người đâu có xấu mà, phải không? Nếu nói rằng sư phụ có làm lỗi thì đi tha được mà hả, có gì đâu dễ ợt, người quân tử mà hả, nó tu hành Bồ Tát nữa, phải không? Toàn là Bồ Tát không, đi ra thấy sáng rỡ hả. Bữa nay có ai thấy sư phụ có hào quang không, giơ tay coi coi, cả ngày có thấy không? Không thấy hả? Nó nói cho anh nghe hả? Sao nó đi khoe tùm lum vậy kìa? Con cũng có lỗi sư phụ rồi, có thấy cái gì là làm không? Sao tôi bẻ một chút xíu là thấy học quan được rồi. Ừ. Sao mà anh đi hỏi người ta chi vậy? Sao kiếm ngay cái người đó mà hỏi hay vậy? Vì con đứng ngay sướng công viên đó sư phụ. Ờ. À. Rồi hồi nãy anh không cho tôi lên nói là vì chầu cổ không có tới nói với con. Ờ. À. Dạ. Cho lên nói làm sao? Dạ cổ muốn xin lên nói hồi nãy. Mà sao không cho? Không phải không cho, nhưng mà cổ định tới tìm con để lên nói đó. À, vậy hả? Dạ thì cổ sợ quá con không tới. Rồi không cho hả? Dạ cũng không cho, nhưng mà cô không dám tới. Không dám tới? Dạ, dạ. Vậy hả? Dạ. À. Nói vậy làm chi vậy kìa? À, không nói không sao đâu. À, vậy cũng được. Mà tại sao quý vị không ai thấy vậy? Thì chị nói sang là quay á. Thì con ở cái nhà cho tối. Mấy cô Phương nha. Sư phụ xà đầu cái thì là... Đợi. Bây giờ lát cho cô bà ra bà nói gì thì bà ấm ức cả ngày. Sư phụ, hôm con sang Hà Nội, thì con sư phụ ra đến ngoài phi trường á, sư phụ sờ đầu một cái, lúc con về con khuya đó con về con vào trong hồ tiêu con ngồi thiền, vì cái nhà đó cái cầu tiêu nó hư đó,
Nên con vào con ngồi thiền thế, con ngồi thiền được 2 tiếng đồng hồ thì có thấy rực hết cả lên. Sáng quá này. Very good. Sư phụ. Good cho cái câu thiếu. Nói vậy mà con thấy hoài mà con không gì không dám nói hoài sợ sư phụ cắt rồi nó nói. Thấy gì mà thấy hoài. Hồi con chuyển ở Vasarina, sư phụ đến cái là con thấy vàng thì vàng. Rồi sư phụ để cái tay mắt chiếu vệ con đó. Sáng mà nhức mắt nó rồi mở không ra rồi. Nhức thì nhức đó. Cái đó có chưa bao giờ con nói ai nghe, lần đầu tiên nói sư phụ nghe. Rồi cái hôm mà sư phụ truyền pháp ở Arizona đó, sư phụ đến cái là con sáng được cái cũng người lào sư phụ đi ngang trước mặt, sư phụ để tay vào xin chán là có hết rồi. Ok, vậy cũng có lợi ha, có lợi và có răng ha. Cô kia muốn nói chi? Sư phụ, tôi 刚才在您在那边讲的时候，我看到你好有光，我看到光。我看到你的光。看到我光，是什么样的光？看对不对？啊，后面有什么光？说话不能哭。不是，我看到你后面的光啊，头上的光。什么颜色？金黄色。金黄色啊，好 ，OK。刚那个他非常舒服啊，人头整个高矮啊，好光毛黄金。cũng có 2-3 người thấy hả? OK. Gì nữa đây? Đưa cho. Lẹ đi, truyền lẹ đi. Kính thưa sư phụ, bữa hôm mà bà Hawaii thưa sư phụ, sư phụ truyền tâm ấn Hawaii, cái sư phụ đi vô đó. Cái con đang ngồi, con thấy sư phụ đi vô. Người sư phụ nhỏ nhỏ mà sao bữa sư phụ cao dễ sợ. Mà cái hào quang màu vàng đẹp rực rỡ luôn. Sư phụ đi vô, con về con có nhớ mãi hình ảnh đó hoài. Dạ đẹp dễ sợ sư phụ. Đẹp dễ sợ hả? Đẹp dạ, mà sư đẹp dễ sợ. Đẹp lắm à. Mà sư phụ cao vậy nè. Mà vàng rực rỡ luôn đó sư phụ. Dạ yeah. Đẹp ghê vậy. Sao kỳ quá ha. Con nhớ mãi à. Nhớ mãi, ok good. Lâu lâu con thấy một lần hả? Con Ngọc thì thấy hoài hả? Con thấy thường lắm mà. Thường. Nó lo kể chút không sao. Ok. Kể mà đừng có kiêu ngạo thì không sao ha. Này, đúng rồi. Con nói thêm được không à? Ai biết đâu, muốn nói gì à? Hồi đó đó sư phụ, con có người bạn đó, cái người bạn cho con, cái ngày đó con đến chơi đó, cái người bạn nói tới giờ ăn cơm đó, cái con nói bữa nay con lạc, tại mỗi khi một tháng con ăn chay 2 ngày, ngày rằm với mùng 1. Cái con nói bữa nay con ăn lạc, con không ăn. Cái cổ nói 10 bằng tu bây giờ thôi sư phụ. Cái nói chị ăn lạc hả? Như vậy em cho chị mượn cuốn sách Tức Khắc Khai Ngộ đó. Cái con nhớ rất là rõ ràng sư phụ. Cổ đưa con vậy nè, cái con nguyện con ăn lạc luôn. Mà vậy là bây giờ biết... không có chan xì dầu nữa phải không? Không bỏ muối rồi. Ăn chay á sư phụ. Ăn chay là ăn lạc á sư phụ. Thôi, tưởng đâu bệnh diabetes thì ăn chay cử muối. Xong rồi sao nữa? Nhiều đó thôi hả? Dạ không, nhưng mà cái lúc đó thì con đang, con cái appointment là một tháng nữa con mổ á sư phụ. Nhưng mà ở người nhà với bạn bè con cứ nói ăn lạc như vậy là không có sức, không có đủ máu. Mỗi ngày ăn phải ăn một miếng thịt bò bít tết á. Cái con nói không, con nhất định con ăn là con ăn. Cái mà hồi đó con đọc cái quyển sách khai ngộ của sư phụ, con chỉ nhớ có một câu là nếu ai thành tâm cầu nguyện tức sẽ được cứu rỗi và giải thoát. Sư phụ, kính thưa sư phụ, con ở đây con chỉ có một mình thân con. Mà cái lúc con vô nhà bệnh viện á, con chỉ một lòng con cầu sư phụ thôi. Con chỉ biết Thanh Mô Thanh Hải Vô Sư giúp cho con. Thanh Hải Vô Sư. Dạ. Rồi sao? Không sao đâu. Rồi sao nữa? Cái một như vậy mà con cứ làm tới hoài, cái sư phụ giúp con đủ thứ mọi mặt hết trơn. Mà con có ăn lạc miết cho tới cái cũng một thời gian lâu lắm. Mà lúc đó con có không có tiền nhiều nữa sư phụ. Mà con có không biết sư phụ nhiều nữa. Cái
cái một lần đó cái người bạn con là cô Trang đồng tu bây giờ đó, cứ cho cái người bạn kia mượn cuốn một cuốn một đề đó hả? Dạ không phải. Dạ cuốn băng video mà chú Ngọc nói chuyện á. À rồi sao? À lấy tình thương sao ấn tù sư phụ? À. Cái lần đầu tiên con coi cuốn đó, con thấy chú Ngọc nức nở, con khóc quá chừng luôn. Lần nào ổng cũng nức nở vậy hết á. Đó là nghề của chàng đó. Dạ, yeah. Mà con lần đầu tiên con ổng nói con hai coi... câu là ổng khóc ba câu. Mà con thấy con cảm động dễ sợ. Con nghĩ một người đàn ông mà nức nở như vậy là chắc phải có cái gì quyến rũ anh lắm. Cái này là hắn tập từ hồi nhỏ. Hắn tập sẵn rồi, hắn đợi sư phụ lại là hắn diễn tuồng. Rồi sao? Hồi đó giờ cứ khóc chưa? Bây giờ đã, Ngọc không bao giờ khóc như vậy hả? Khóc quá trời hả? Hả? Sợ mất sư phụ lên sao vậy? Có không? Hồi nào đó cả. Ờ cái đó là cái kỳ đó sau đó cái kỳ đó mấy người đó ra là phỉ báng nhiều nhất á, mấy người đó. Cái nhóm đó là cái nhóm Trường Đơn. Thành bây giờ sau đó quý vị biết rồi ha, tại sao sư phụ bữa đó la hả? Con thích thầy vậy là thôi dẹp tâm tiền lắm, con sợ quá. Thì quý vị thấy rõ ràng ha, cái nhóm đó là nhóm phản động. Rồi bây giờ sao hết truyền là hết lại Trường Đơn rồi ha? Hối hận chưa? Quay đầu rồi gì chưa? Chắc cũng hối hận là chi gì hả? Thấy sư phụ đâu có làm gì đâu mà chửi tôi hoài hả? Tôi cứ đi lo cho chúng sanh, làm việc cho chúng sanh, làm cho người ta ăn vui, sung sướng mà cứ ngồi đó không có chuyện gì làm rồi cứ chửi tôi hoài. À, mà sư phụ cũng chẳng phản ứng gì cả. Mà chửi riết rồi cũng mỏi mồm. Rồi, hả? Chắc cũng im luôn gì hả? Chứ sợ người ta gặp tai nạn thôi chứ sư phụ đâu có sợ bị chửi. Rồi sao nữa? Còn gì nữa không? Xong rồi ha? Dài lắm sư phụ ơi. Nó nói ít thôi. Mấy cái chuyện đó gì đâu mà nói hoài. Dạ, con đầu con coi hết cuốn băng đó mà con khóc nức nở, con khóc quá chừng luôn. Kể từ ngày đó là bắt đầu, tới sau con khóc dài luôn. Thương cái gì đó khóc dài. Hay lắm hả? Dạ, tại sư phụ biết không? Tại vì cái có một lần con đang ngủ đó, chưa ngủ 10 giờ, khoảng 10 giờ cái tự nhiên cái con muốn ngồi thiền. Mà hồi nhỏ lớn con không có biết ngồi thiền là cái gì hết á. Cái con mới nói thanh nãy vô thượng sư giúp cho con, dạy cho con ngồi thiền đi. Rồi cái tự nhiên cái con ngồi xuống, con nhìn đồng hồ con thấy 10 giờ. Rồi sao nữa? Cái tự nhiên cái con vừa con nhắm mắt vậy nhưng mà con rất là tỉnh. Cái con ngồi xuống vậy nè, cái sư phụ dạy con đủ thứ, con ngồi đủ làm đủ cách này, con sám hối gì đủ thứ, con nghĩ vậy. Cái tới chừng mà con xả thiền á, con nhìn đồng hồ con thấy 1:30 đồng hồ. Trời ơi con mừng dễ sợ, con đứng dậy con nhảy cà tưng luôn. Tại nhỏ lớn con chưa ngồi thiền lần nào sư phụ, mà lần đầu tiên con ngồi 1:30 đồng hồ, con mừng dễ sợ luôn. Ngồi mà không động đậy hết đó hả? Very good. Very good. Okay. Hết chưa? Nói xong chưa? Nói cái chuyện nó xong chưa? Dạ con dây con nhiều lắm. Thôi viết cuốn sách đi. À, viết ra đi. Sư phụ in cho. Okay. Chứ mày... À, thì viết ra đi rồi đem làm chuyện chọn lọc của thế kỷ 20. Viết ra đi ha, chứ nói hoài không hết đâu, mệt lắm. Viết ra đi rồi nhà xuất bản giữ bản quyền. Coi có được không thì mới in được thôi. Có gì người đó không?
là có gì cảm ứng viết ra hả? À, vô mà truyền tâm ấn á, thì lúc mà sư phụ mà gia trì chán á, thì con ngửi được cái mùi trầm hương. Rồi xong mà lúc mà sư phụ nói chuyện ở Hawaii về nhà sư phụ đó ngày thứ hai á, thì con cũng ngửi mùi trầm hương suốt đêm hôm đó luôn. Rồi nguyên cả ngày hôm nay mà lúc mà sư phụ đến mà sư phụ ngồi á, thì con thấy hào quang xung quanh trên người sư phụ, rồi mà trên đầu sư phụ nữa hào quang màu vàng. Màu vàng là sao kỳ, mỗi người thấy khác nhau kỳ ha. Người thấy màu vàng, người thấy màu kim hả? Còn có một cái cô bên Mexico, như cô Úc Đại Lợi thì cô thấy sư phụ có hào quang nhiều lắm, đủ màu. Còn có một cô bên Mexico á, thì cô nói thấy sư phụ có hào quang màu trắng mà trong suốt á. She say white, white light and transparent, tức là màu trắng mà trong suốt phải không? Transparent tức là sao? Cái bằng thấu qua đó ha. Hả? Tại sao mỗi người thấy khác nhau kỳ nè, chắc mắt colorblind hả? À, mắt bệnh hả? À, thôi vậy hả? Thấy thiệt không hay là mắt có lộn xộn gì đó không? Con thấy rồi xong cái sư phụ co đi rồi con cứ ngồi con nghĩ không biết là mắt con có thấy cái màu vàng nó phản ảnh lại không. Nhưng mà lúc sư phụ đi ra khỏi đó thì con không có thấy nữa. Mà lúc mà sư phụ vô ngồi trở lại thì con vẫn thấy tiếp tục. Lúc thì thấy giống như xuyên qua người sư phụ rồi thấy màu cũng giống như màu vàng kim ấy sư phụ, thấy trên hào quang sư phụ trên đầu rồi xung quanh người nữa. Dòm hàng xóm có thấy gì không? Dạ không. Vậy thì đúng. Chắc không phải, chắc mắt không phải bệnh rồi ha. Chứ nếu mà giờ mọi sống cũng thấy y vậy thì thôi dẹp rồi. Sao kỳ, sao sư phụ có hoài mà quý vị không có, sao kỳ vậy cả? Con nhà ông không giống lông cũng giống cánh chứ sao kỳ vậy cả? Sắp có. Điền đơn xin rồi phải không? Nộp đơn xin rồi ha. Ok. 3 năm rồi. Sư phụ đã kể chuyện nghe có một ông ca bia đó mà hả, có ông người đi kiếm ông học đó, rồi đi hỏi bà vợ đó, học vợ của ca bia đó, họ đó là vợ nhớ rồi hả, ông nói đi ra phần mộ bên kia kiếm thấy người nào mà có hào quang là biết ca bia, rồi ông ra đó ông thấy ở sao ai cũng có hết trơn vậy cả, tao không biết ai hết trơn á, rồi ông đi về ông về ông nói kiếm ông ra, tại vì thấy người nào cũng có hào quang, cái lúc mà chôn cất á thấy người nào cũng có hào quang cũng kiếm không ra, ca bia đặc biệt. Bây giờ bố nói thì đợi cái người ta chôn cất hết rồi người ta đi về đó, cái lúc đi về nhà đó mà anh thấy người nào có hào quang đó, nghĩa là rời khỏi phần mộ đi về tới nhà ở ngoài đường đó, thì anh thấy người nào có hào quang là biết ca bia. Ông nói vậy đi ra kiếm có ca bia thiệt. Lát ông nhiều hỏi tại sao kỳ vậy, tại sao ở chỗ lúc chôn cất thì người nào cũng có hào quang mà từng đi về chỉ có một mình ca bia có hào quang thôi, tại vì cái lúc chôn cất thì người nào cũng nghĩ tới chuyện sanh tử vô thường rồi, cái phát tâm vô thượng muốn tu hành á, có lòng lành tự nhiên cái trí huệ nó sáng suốt ra, cái cảnh giới nó cao lên, cái hậu quang của linh hồn mình nó phát ra, còn cái đi về rồi cứ quên mất về cái nói chuyện với nhau rồi đi ngoài đường dòm cảnh này cảnh kia, dòm người đẹp bên này người đẹp bên kia, nhà lầu bên này xe bên kia, quên mất. Còn mình cả biết là lúc nào ở đâu cũng vậy thôi, chôn thì cũng nhớ tới mà không chôn cũng nhớ tới, lúc nào cũng thanh tịnh ở bên trong, thành ra làm bất cứ những công việc gì chỉ là bên ngoài thôi chứ không có ảnh hưởng tới cái bên trong của cái vị minh sư đó, cho nên lúc nào cũng có hào quang hoài ha, đại khái vậy. Nhưng mà nhiều khi mắt mình cũng phải mở hoài mình mới thấy được hoài ha, và nhiều khi là có mình không thấy. Ví dụ như mấy cực người ở Úc Đại Lợi nói thấy sư phụ có hào quang, còn mấy người kia hỏi đâu thấy đâu, có mình có thấy hoặc là người đó thấy thôi. Như ở Mexico thì cũng vậy ha, cô đó thấy còn mấy người kia có người thấy có người không thấy. Tự nhiên có vô có nói với ông ơi, sư phụ hỏi có nói nếu mình thấy người ta có hào quang là có sao không à, có hỏi sư phụ vậy đó, có bình thường không, sư phụ nói bình thường chứ mỗi người thường thường người ta đều có cái bầu aura, là nói tiếng Việt Nam đó gì hả. Sao mấy nay quý vị làm gì, ngủ đâu, có ngủ nghe gì được không, chật chội rồi tắm rửa rồi được không?
À, còn không thì lau á. Có cần hỏi gì sư phụ không? Phỏng vấn gì không? Hả? À, thấy có thấy được sư phụ không? Thấy không được phải không? Thấy không được phải ngồi dưới đất chứ sư phụ mệt quá giờ không có leo lên kia được nữa. Hào quang sáng rỡ phải đeo kính à, xuống mắt ha. Ở bên kia đi qua bao nhiêu người, giơ tay sư phụ coi coi. Ôi xa xa qua đây chiếm nước người ta sao thì dữ vậy kìa. Đi nguyên một đoàn vậy đó hả? Ok, coi. Dữ quá ha. Rồi ở chung nhau hotel hả? Có chỗ nào ở chỗ đó mà sao mà hợp với nhau được mà và thông báo nhau được hay vậy? Tối ngày đi kiếm đường cho quý vị. Hả? Yeah, you're so lovely. So come here, I give you some candies or what else? Hả? Muốn gì? Bây giờ muốn gì? Hả? Chắc muốn ôm nhau ngủ đó hả? Thích nằm ngủ với sư phụ này kia đó hả? Hả? Kiểu Việt Nam. Làm kiểu quý vị đó thì thôi đâu có độ ai được nữa. Tối ngày cứ bị quý vị ngồi đó nắm tay hoặc là... Hả? Nằm đó bận mà cái gì giữ sư phụ ở bên đó hả? Sao mấy bên đây có làm việc được chi không? Hay là tới để chơi thôi? Có hả? Làm gì? Phát sách để làm gì? À, quý vị phát sách nhiều quá rồi, cái chừng ta tới người ta nghe giảng nó không có cuốn nào hết. À. Hôm qua có nhiều người đi tới Geneva, chỗ Geneva đó. Có đi vô mà không có sách à? Sao mà phát thiếu đó hả? Phát thiếu rồi sao? Phát thì vừa còn để phải để dành cho mấy người đi giảng phát giảng diễn giảng rồi họ thấy chứ. Nhiều khi người ta chỉ đọc báo người ta đến chứ người ta không có được cái cuốn sách hả? Còn quý vị đi phát rồi không chừa gì trơn. Nhiều người ta đến không có, phải không? Làm việc không có tổ chức hay sao? Hả? I said yes, the day before we were in Geneva, and there's someone who came for the lecture and they didn't have book, because the books are distributed by the over-enthusiastic saints of the century. Huh? Is that right? So is it very disorganized or what? We have to reserve some for the people who came to the lecture, because sometimes these people are very sincere and they came to the lecture through the newspaper or something and they didn't necessarily have the book, yeah? So we have to reserve some thousand or something for them, or at least a few hundred, because some of them already had. Only those who don't have the book, then they have, because that's all they have in France, huh? Do they have the book translated into French here also? Book one? Book one, the lousiest one. Does it have the taste of Europe? Presque rien. Huh? No? What? Très bouddhique. I already said to leave out the Buddhic terminology because it's not universal. But they always did that. They love to have Buddhists inside. I don't know why they love the Buddha so much. Yeah. Because that was mostly in Taiwan and in other Asiatic countries where I have to talk to the Buddhist people. And if you don't sell the Buddha there, you sell nothing. So, you okay, huh? Everybody all right? Yeah. Do you want to ask me anything? Có muốn hỏi gì sư phụ? Để hỏi đi. Ở trong cái cuốn sách mà hỏi và trả lời có nhiều lắm. Hãy ráng đọc cho nó quen. Ừ. Với lại mình tu hành nhiều, tự nhiên mình nếu mà mình tin tưởng vị thầy của mình á, và mình ngồi mà đổ mình nó mở mang hết á, cái vườn nó uver, thì tự nhiên những cái trả lời, câu trả lời nó sẽ đến với mình một cách trực tiếp, chứ không cần phải hỏi bên ngoài nữa. Cho nên những người tu lâu rồi hoặc là người ta lên trình độ cao không hỏi hết trơn. Gặp sư phụ không thèm dòm nữa. Không cần nữa. Ta có ông thầy bên trong. Ông thầy bên trong gồ ghề.
hầu như mà muốn hỏi gì cô hỏi đi, hỏi những câu mà có dính líu với tu hành đó nha. Hỏi đi, hỏi đi. Châu Phú lên đây coi, tập lần đi. Mỗi người trả lời hai ba câu coi. Ê, để nói nhau cho vui ha. Yeah, you ask. Thôi, hỏi lẹ. Hỏi lẹ ông Thọ Phật năm nay. Thưa sư phụ, chẳng hạn những người nào mà đang tu theo pháp căn âm mà ở đẳng cấp rất là thấp đó, nếu mà đến ngày chết, nếu mà sư phụ đến báo đó, họ có được biết không hay là phải đẳng cấp cao mới được biết? Được biết. Biết không phụ? Biết không? Đâu có thấp bằng cái cấp A, đâu có thấp hơn cấp Atula được đâu. Hỏi nữa không? Hết rồi hả? Hỏi đi, không sao đâu, không sao đâu, cứ sư phụ, chẳng hạn như nếu một người nào mà xin sư phụ xuất gia, xin xuất gia với sư phụ, mà sư phụ từ chối, mà người ta muốn xuất gia, mà người ta vào cái chùa khác để xuất gia, mà tu theo phương pháp sư phụ, nó vẫn tu theo phương pháp sư phụ, có được không ạ? Ngu, là ngu. Đem cái chùa mình mà bỏ trong cái chùa kia. Không, tại vì sư phụ từ chối đó. Tại sao phải xuất gia là cái gì? Xuất gia là tại vì mình chưa có thầy. Mình phải bỏ nhà ra đi, mình lang thang cầu thực để mình kiếm cái phương pháp mà ông thầy mình để mình tu, có vậy mới phải xuất gia chứ. Trời ơi, ham cái đầu trọc, ham cái quần áo nó vô lóc cốc lên can làm cái gì? Bận rộn mà không có tu hành gì được. Người nào vậy là ngu, chứ là chưa có phải là đệ tử của sư phụ. Mới đòi hỏi những cái chuyện mà tầm bậy bạ vớ vẩn như vậy. Phải không? Thấy chưa? Ta khai ngộ rầm rầm đó. Mình còn ngồi đó chấp nhất vào cái đầu à, phải không? Ví dụ mình đã là một người khai ngộ, mình tin tưởng thầy của mình hả, thì thầy mình biểu gì mình làm đấy chứ. Còn ngang bướng không muốn làm theo kiểu của mình, nó đâu phải là một người mà đã hết cái ngã đâu, phải không? Thì mình phải bắt cái ngã của mình nó đi xuất gia, chứ không phải mình đi xuất gia, hiểu chưa? À, bắt cái ngã đó bỏ trong cái chùa nào đó, rồi mình ở nhà một mình cho nó khỏe. Xuất gia là cái hồi xưa là Đức Phật xuất gia là tại vậy mà, phải không? Ông đi tìm đạo á, mà nếu mà ở nhà ràng buộc hoài làm sao đi tìm được. Tối ngày cái bắt ông ở trong cung, ông không có đi được, thành ra sau này ông mới xuất gia hả. Sư phụ hồi xưa xuất gia là cũng tại vậy. À, mình phải tự do để mình đi kiếm thầy chứ. Bây giờ thầy tới nhà mình, ngồi trong nhà mình uống trà, rồi còn bỏ ổng đi đi tới chùa. Hả? Chùa là cái chùa này nè, phải không? Vậy mà hỏi chuyện vậy thôi, dẹp đi. Không dám nữa rồi. Hỏi hạt châu phố nạt chết thì giờ. Bây giờ đâu có ai xuất gia nữa đâu mà đòi, phải không? Hồi trước ha, sư phụ xuất gia, sư phụ mặc quần áo đó, sư phụ đã nói rồi. Rồi quý vị cứ nghĩ rằng mặc quần áo như vậy, cạo đầu trọc như vậy thì mới được thành Phật. Cứ ùng ùng cứ chạy theo sư phụ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ việc, bỏ quốc gia đại sự hết. Vậy không có tốt. Hả? Bây giờ sư phụ đã hòa hợp với quý vị rồi, sư phụ đã hạ mình xuống rồi. Hả? Là một người tầm thường như quý vị rồi, thì quý vị vui chứ. Hả? Thế còn đâu có phải cạo đầu là tới thành Phật đâu, phải không? Nếu vậy thì sư phụ sẽ biểu quý vị cạo hết liền tại chỗ. Hả? Đặng sư phụ đi về hưu chứ. Đấy, quý vị mà thành Phật hết thì sư phụ khỏe rồi. Khỏi cái đi máy bay rồi cho mệt, phải không? Nhớ cho kỹ, hả? Cái con người thật bên trong của mình chưa bao giờ xuất gia hết mà đã thành Phật rồi. Chưa bao giờ phạm giới gì cả. Lúc nào cũng ở chùa hết. Mình đừng có quá chấp nhất cái gì đó. Hình tướng bên ngoài đó làm khổ cho mình lắm. Phải giải phóng chính mình hả? Sư phụ bận quần áo là bây giờ thấy cảm thấy tự tại hơn hồi xưa bận quần áo tu nhiều. Trời ơi. Thế bây giờ sư phụ mới thiệt là hiện đời giải thoát đây. Thiệt sư phụ cảm thấy lúc gần đây hết sức là giải thoát. Đi đâu cũng chẳng có ai ngó ngàng gì tới mình nữa. Rồi đi vô cái hải quan là gì á, mấy cái gì, cái gì, airport á, chứ phi trường á, mấy ông cảnh sát không cho đi cái rụp à. Thấy sư phụ là hết nói gì hết trơn, hết trò được. Ê, mở mắt ra dòm. Rồi nó ok. Please. Mời đi qua liền à. Thấy cuộc đời sung sướng quá. Ây da, ta nói sư phụ bây giờ nghĩ người nào muốn cao đầu đi tu sư phụ tội nghiệp giùm, nó sợ giùm. Một lát đi qua mấy
cái phi trường là bị xét thôi, cả ngày ngồi đó hoài, không có đi được, mất mấy chiếc máy bay. Trời, làm chi cuộc đời mình cho nó đau khổ hả? Tại sao sư phụ hồi xưa cầu đầu đi tu quý vị biết không? Đặng sư phụ cho biết mùi đau khổ rồi mới nói cho quý vị được. Chứ còn không, quý vị tưởng đâu bị nhồi sọ quen rồi, tưởng đâu cậu cái đầu bằng cái quần áo đó là thành thành Phật, thành Thánh, làm cái gì mà lẹ vậy? Hả? Nhưng mà ông Thích Ca ông đâu có cạo đầu đâu. Ông cạo một lần thôi, thí dụ có cạo rồi thấy không? Rồi sau này tóc ông dài á, ông búi củ tỏi lên thấy không? Búi củ hành lên á, cái gì? Búi tỏi, à, thấy không? Còn Quan Âm Bồ Tát tóc dài đẹp không? Đeo đủ thứ nữ trang hết, quần áo đẹp đẽ. Tôi mà ngu. Hả? Tu theo Phật thì đâu có cạo tóc. Hả? Nhưng mà tu theo cái phép mà bình Ấn Độ thì trước mình vô đó mình cạo một lần, thí dụ vậy đó. Tức là mình tượng trưng là từ bỏ cái cuộc sống hồi xưa mà bước vào con đường thanh thiện. À như vậy mới một lần thôi, tóc ta để dài lại. Nhưng mà muốn cạo thì cũng được, nhưng mà không phải vì cái đó mà thành Phật. Đừng có chấp nhất như vậy, nó mệt. Mà cái bằng ấy quan trọng lắm đâu mà phải làm như mình gồ ghề lắm hả? Người ta có sẵn rồi, nhưng mà người ta dùng được hay không dùng được đó tại người ta quên thôi. Hả? Chứ mình với họ bằng nhau, ai lạy ai, ai tốt hơn ai, ai ngon lành hơn ai, hiểu chưa? À, rồi bây giờ mình mặc cái đồ xuất gia vô cho người ta thấy là tưởng mình ghê ghê lắm, tu hành dữ lắm. À, đi đâu người ta cũng lạy sùm sụp, rồi cúng dường rồi nữa, trời ơi, nó lấy ba cái nghiệp chướng nó vô. Rồi tu hành trì trệ rồi nói tại sao sư phụ tu cái phép sư phụ không lẹ. Cái chìm đắm ở trong gói Atula hoài, hả? Hiểu chưa? Đừng có làm quá đặc biệt, ta chú ý mình mệt lắm. Sư phụ mấy năm trước mặc quần áo thầy tu mới cực khổ như vậy, đi đâu cũng bị người ta chú ý, đi đâu cũng lạy lục tùm lum rồi hả? Ôi mệt quá, mệt không chịu không nổi. Bây giờ cảm thấy là đời hạnh phúc, thiên đường là ở đây. Thiên đường là ở trong mấy bộ quần áo này đây. thiệt tình rất là sung sướng. Sư phụ nói thiệt á, sư phụ không có gạt quý vị đâu ha. Mình làm cái gì tầm thường giống như những người khác thì họ thấy họ thích mình hơn à, mà họ coi như mình như pha, vừa thích mình mà họ để cho mình yên á. Còn hồi xưa nhiều khi người ta kính trọng mình nhưng mà họ làm mình cực khổ lắm, tại họ nhốt mình trong một cái khuôn khổ nào đó, quý vị hiểu không? Mình không được làm gì, mình không được làm kia, mình không được nói này, mình không được nói kia, thấy không? 10 năm á, nhảy đầm lần thôi, ô, la lối um sùm. Nhảy mà đâu có gì đâu, nhảy thôi, tối ngày mình nhảy lò cò cũng vậy thôi. Hoặc là mình exercise á, mình làm vận động thì cũng vậy thôi. Thay vì mình vận động thì mình nhảy ngồi á chứ, thân thể nó tuần hoàn tốt, đâu có thèm nhảy hoài. Thành ra mệt lắm, đóng vô cái khung nào đó là mệt lắm, không có động đậy gì được hết, quý vị đừng có ngu. Thấy chưa? Người nào lỡ đóng cho họ đóng luôn đi, còn mình ở ngoài mình tự do vậy. Đâm đầu vô, trời ơi. Nhưng mà sư phụ nói cái này sợ nhiều người ta không vui đó ha. Nếu người ta muốn đi tu thì cũng được. Ý sư phụ nói là cái kinh nghiệm sư phụ như vậy, sư phụ nói cho quý vị là đệ tử của sư phụ biết mà thôi. Chứ quý vị không có được ra ngoài mà kêu bằng cái gì chỉ trích những người ta tu hành khác. Tại cái đường lối người ta thích như vậy, đúng không? Người ta tu như vậy người ta cảm thấy sướng thì được rồi. Còn mình có cái phép này rồi, hiểu chưa? Không cần phải dựa những cái bề ngoài khác hả? Nhưng mà quý vị muốn đi tu thì đi, không có ai nói gì, phải không? Mà sư phụ bổn phận làm thầy phải nói cho quý vị biết những kinh nghiệm của sư phụ vậy thôi. À, sư phụ bây giờ tự do quá, tự tại quá, ăn đâu, ngủ đâu, đi đâu không chẳng ai. Ngay để ý tụi mình là sướng quá. Sướng hơn hồi xưa, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn sướng như quý vị. Tại vì quý vị còn vô danh á, không ai để ý quý vị, không ai đòi hỏi quý vị, không ai muốn dòm ngó gì quý vị hết. Sướng vô cùng, vừa sướng bên trong vừa sướng bên ngoài nữa hả? Còn sư phụ trong ngoài thì cũng kẹt hết à. Bên trong đâu có rảnh đâu mà sung sướng, tại vì tối ngày cứ phải đi kiếm đường cho quý vị, kiếm nhà cho quý vị, sửa điện thoại cho quý vị, sửa xe cho quý vị, đẩy xe cho quý vị, mua vé máy bay dùm, rồi chặn dùm máy bay đừng cho nó đi, để cho quý vị trễ giờ đủ thứ hết à. Rồi bên ngoài thì tối ngày quý vị cứ đeo theo hoài hả? Đâu có rảnh đâu à, hết làm chuyện này tới chuyện kia. Còn mấy người nào hỏi gì nữa không? Thay phiên hả? Hả? Ngồi đó chơi, ngồi đó chơi về chi?
Tại muốn làm thầy ngồi đó cho người ta dọn. Ưa à, vậy người ta lắm, bữa nay cho ngồi lên đó, nó dọn được, cho biết mùi. Hả? Yeah. I just had one question about initiation. We've had a lot of people that are older than 65 ask why, and I just wondered what was the best answer we because should they're too old. They're too old. That's why. Yeah. They practice convenient method is enough. Okay, if you initiate, I have to take care of your five generation. But she just initiates, she's too old. And don't know, vegetarian and all that, I make trouble. It's the same with everything, huh? Just like when you are too young, it's not possible also, because you don't understand. Therefore, from 6 years old, they can get initiation, you see that, yeah? Also, 12 years old, if they have parents, if they don't have, they cannot be independent, therefore they cannot be initiated. So way into 16, they're more independent, then we understand how to protect themselves, to look after themselves, vegetarian diet and all that. You see, there's a reason for everything. And the old people, they cannot take care of themselves, and the memory is not sharp. And they sometimes don't understand what I say. Understand? And they cannot remember even. So this makes a lot of trouble for the whole group, that I have to take care of one old person, and so much trouble, you understand? And also the habit of the old person is very set, very rigid, and stubborn, and difficult to change, yeah? And I promised 5 generation liberation. And it's such a person, how can I do it? So I have to say, Fini. Is it okay if I tell them that... Yeah, tell them what I told you. Is it okay if I tell them that on the back of your book it says anyone who prays sincerely will be saved and liberated, so I'll just... Enough, one person liberated, okay. Otherwise I cannot fulfill my promise of 5 generation. But in such case, you understand? So I don't want to do things that I cannot do, that I cannot do. But some people, they are vegetarian for many years, it's different. Their karma is less, yeah? And they have more alertness in their brain because of a vegetarian diet. Understand? Not so heavy karma, yeah? So they can understand what I say. And they have already been prepared for it for a long time, so at least, you see, it's a difference, all right? But they always force me to give them initiation. People think I go around and force people, collect disciples, but this is the disciple who collect me, who force me for initiation. It's always the case, right? You know it very well. And some children, 4 and a half, 4 and 9 months, and 3/4. Oh, they force me, even the children. And they come with their very cute little eyes, and they give the... take the one of the child, get the, how say, the card, identity card of her mother and give it to me. And she couldn't speak, but she said, here. And she pointed to herself, she won that. She won initiation. Yeah, in America, remember? And I was so busy and I took care of thousands of people, and she always come with her card and said, I want initiation now. Every time. Con kể sư phụ nghe một chuyện vui đó. Ngày hôm qua tụi con tới nhà cái anh bạn đồng tu ở Pháp này. Thì cái người vợ đó bằng đầu tiên không có thích cho tụi con lại. Thì họ tưởng là những người mà theo sư phụ là toàn là rụng răng, cái đầu trọc như là da. Ừ, chừng tới lại thấy ủa sao mà trẻ trung tối lại còn thay đồ đủ kiểu nữa. Vậy nói sao mà vui quá vậy. Cái chị nói trời, vậy hồi xưa tôi tưởng là sư phụ toàn là những cái người đệ tử của sư phụ toàn là những người chán đời, già chán đời, đúng không, mới bỏ đầu, mới cạo đầu đi tu sư phụ. Đúng rồi. Bây giờ chị rất là vui, mà hồi xưa thì chị không bao giờ chị nghĩ chị đi nghe pháp của sư phụ. Nhưng mà chị nói là chị quyết định ngày mai chị sẽ đi nghe pháp của chắc sư phụ. Chắc thấy cúc đẹp quá rồi. an tâm. Tại nhìn đúng sư vậy phụ đúng vậy không phải yeah. Tại vì nhiều khi cái quan niệm sai lầm của những người ở ngoài á bị ảnh hưởng như vậy, ta nghĩ là những người đi tu là những người chán đời rồi, không bị chồng bỏ chồng chê răng rụng hết mới đi tu hả, 74 rồi cái thấy mình cũng tưởng đâu con người không có nọt man cái bà, những người đó không có đầu óc, không có sáng suốt. Buồn chán hả, tự bi mặc cảm, tự ti mặc cảm, ở đời sống không có thành công, thất bại về tình cũng như tiền hả? Rồi mới cuốn gói đi vô chùa. Thành ra sư phụ mới nói thôi
quý vị phải 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 cái bằng phá bỏ cái quan niệm này mới được, bằng cái bản thân, kinh nghiệm bản thân của mình, bằng cái example, bằng cái gì, cái gương của mình, thấy không? Quý vị phải yêu đời chứ, vui vẻ sống, hùng sống mạnh chứ hả? Làm đẹp là quyền của phụ nữ, mình khai ngộ rồi mình đâu có mất cái quyền phụ nữ đâu. Ngủ phải không? anh đồng tu đây sư phụ. Bây giờ sáng tôi cũng đi thăm sư phụ hả? Đi làm gì cái sư phụ? Chắc tôi đi theo đó nha. Cháu đi theo. Đâu có sao đâu. Đồng tu và chuẩn đồng tu có được quyền tham gia công tác hay chứ? Nếu mà họ thật tầm, họ không có mắc mỏ gì đó, không có đại khái, họ biết bất vụ lợi là được rồi. Mà phải nghe theo mình đừng làm việc luôn cho nó hợp với nhau chứ cãi cọ thì không được. Vậy thôi, tại thì giờ mình ít mà không có đứng đó mà giải thích hoài, nó mệt vậy thôi. Còn họ làm được cho họ làm, hả? Thích cho vui. Thấy không? Quý vị tu như vậy ảnh hưởng tới người ta nhiều, thấy không? Hồi xưa mà, ví dụ mà sư phụ bây giờ còn mặc quần áo kêu bằng của mấy người đạo sĩ đó hả? Thế bao nhiêu gia đình tan nát nữa, thấy chưa? Thành ra sư phụ thấy cái gì không phải là sư phụ phải dẹp liền chứ. Thấy không? Đối với sư phụ không thành vấn đề, thấy không? Sư phụ bận quần áo gì cũng được. Sư phụ coi như là không có bận quần áo vậy. Nhưng mà nếu mình thấy những cái việc làm của mình ảnh hưởng tới những người khác không tốt hả? Thì mình phải dẹp liền chứ. Đâu phải tại vì nó đối với tôi coi như pha, nó kệ anh, đâu có được, phải không? Nên từ ngày sư phụ mặc quần áo thì thấy nhiều người đi theo. Tại vì có nhiều bà đó, bà làm lớn này kia, hoặc là buôn bán á. Ở ngoài đời phải tranh đua để nuôi con nuôi cái á. Mà thấy thì nó đi theo sư phụ thôi, theo bả số hình rồi làm sao mà làm việc, phải không? Rồi đi ra buôn bán người ta không có tin cậy, rồi đi làm việc không ai nhận hết, ví dụ vậy đó, phải không? Rồi người ta thất nghiệp nữa, rồi gia đình không yên ổn, thấy không? Có nhiều khi mấy ông chồng thấy sư phụ cạo đầu trọc và bận quần áo tu nó rồi, bà vợ bả đi theo là thế nào bả cũng vô chùa luôn rồi. Rồi kiếm sư phụ đòi chặt tay chặt chân nữa, khổ vậy, thấy không? Sư phụ thấy không có lợi gì cho những người khác, cái bộ đồ của mình không có lợi gì cho ai cả. Đối với sư phụ hồi xưa, sư phụ nghĩ là không có sao, tại mình bà ăn mình tu hành thì vận quần áo đơn sơ là cũng được ha, vận theo kiểu người tu được. Nhưng mà sau này sư phụ thấy cái đó không có lợi gì cho quần chúng cả, mà làm mà hại hạnh phúc gia đình ta, hả? Không, mà sư phụ biết rõ ràng rằng mình ở nhà mình tu được, bằng chứng là quý vị ở nhà quý vị tu đẳng cấp cao rầm rầm, thấy không? Đi xứ Phật này xứ Phật kia chơi tùm lum hả, hào quang sáng suốt hả, hay cần gì phải vô chùa, phải không? Mà sư phụ đâu có chùa đâu mà vô hả? Cho nên sư phụ phải cải là như vậy. Quý vị cũng vậy hả? Quý vị thấy cái gì lợi ích cho mình, lợi ích cho người thì mới làm, chứ không phải cứ đi theo cái chiều hướng, cái lòng mong muốn của mình, cái sự chấp nhất của mình, cái đó cũng là một cái sự tham vọng mà thôi hả? Mình muốn làm một cái hình như này mà mình không muốn làm một cái hình như thế kia. Cái đó cũng là nhiều khi cũng là một cái sự chấp nhất vi tế, một cái tham vọng vi tế mà mình chưa hoàn toàn cởi bỏ được. Thì mình phải tự biết mình, dù mình có đi cạo đầu đi tu hay là không cạo đầu đi tu, mình phải tự biết mình làm cái đó để làm cái gì, hiểu không? Biết cho rõ ràng cái mục đích của mình thì mình mới an ổn tu hành, cái đẳng cấp mình nó mới lên, mình mới tự do được. Chứ không phải cái đầu óc mình nó biểu mình làm gì mình làm đấy, thấy chưa? Không có lợi cho ai cũng làm, cố nhất định làm cho được, tại tôi thích như vậy đó. Tôi muốn như vậy đó. Đời ngắn ngủi lo tu cho lẹ cho rồi, ngồi đâu tu đó cho nó lẹ, chạy tới chạy lui nó mất công hả? Có nhiều cái mà sư phụ tu hành lâu rồi sư phụ mới cảm thấy nó khác hả? Chứ hồi xưa sư phụ cũng không có để ý, không để ý. Hoặc là nhiều khi đối với sư phụ sao cũng được đó, xề xòa đó, sao cũng được, mà sao sư phụ để ý thế nó khác nhiều. Thí dụ như hồi xưa sư phụ nghĩ rằng cạo tóc thì nó tốt, nó nhẹ nhàng thì cũng có cái tốt của nó. Nhưng mà nhiều khi làm mình nhức đầu chịu không nổi á. Nhiều khi sư phụ cạo xong á thì đi ra ngoài nó trúng sương á, quên đội nón, trời ơi đêm đó về nhức đầu muốn chết luôn, ngủ không được mà cứ nhất thương như búa bộ, quý vị hiểu không? Phải làm hại cho cái đời sống của mình, thân thể của mình. Nếu sư phụ tu một mình thì không sao, không có học trò trăm ngàn vạn, mà mới có tinh thần trách nhiệm chứ. Mình phải chăm sóc cho mình để mà mình phục vụ người khác, chứ không phải mình ham muốn gì cái đời sống của mình, thấy không? Thí dụ vậy đó. Rồi bây giờ nhiều khi
sư phụ hồi xưa sư phụ nghĩ rằng mình ăn bận giản dị ha, à, không có trang điểm này kia, vậy đúng là người tu hành hả? Nhưng mà sau này nó làm mệt quá, đủ thứ complicate, đủ thứ rắc rối cuộc đời hết. Bây giờ sư phụ cảm thấy bận quần áo này đi đâu người ta cũng thích, người ta cũng kính nể, người ta cũng tại người ta, ta thích mình, ta kính nể lên mình rồi, mình mới có cơ hội mình nói chuyện với người ta. Chứ nó mới dòm không, nó tức, nó nhăn mặt đi mất tiêu rồi, đâu có thời giờ đâu nói. Nó có thành kiến sẵn nè, không? Nó sợ đi tu với mình rồi, cái đầu cũng trọc lóc như vậy. Rồi quần áo cũng vá bên này, vá bên kia như vậy. Nó nói thôi, mới thấy mình, nó tưởng là mình tới để mình xin tiền rồi. À, rồi cái thành kiến có sẵn rồi, cái nói chuyện nhau khó lắm, nó đóng cửa liền. Nó đóng cửa tâm linh của nó liền, hiểu chưa? Nó thấy mình khác quá đi. À, có thể là mình khác tại vì mình muốn nhờ vả nó, có thể mình khác tại vì mình quá cao thượng, cái gì khác cũng không tốt hết. Nó thấy nó cũng sợ, thấy quá xa cách, nó ngồi được cái né không dám ngồi hả, kêu nó mùng cả nửa ngày nó không thèm lại, nó không dám lại, hoặc là không thèm lại. Bây giờ sư phụ cảm thấy mặc quần áo nó quá, đi đâu cũng thuận lợi hả, ta thấy mình giống y người ta đó, ta không có cái thành kiến, không có nghi ngờ gì hết, nó hòa hợp nó lẹ rồi từ đó mình nói chuyện mới được. Nói rồi họ chấp nhận liền, tại họ chưa có đóng cái cửa của họ, họ để nó mở, phải không? À, thành sư phụ thấy cái gì có lợi là sư phụ làm liền, mặc dù mất đi những sự có thể là kính trọng của những người khác, nhưng mà sư phụ đâu cần hả? Kính trọng của mấy cái người mà cứ chấp vô trong mấy cái áo đó hả? Mà không có coi cái đạo đức bên trong của người ta hả? Không có cái sự làm việc, cái kết quả của cái con người của người, cái sự làm việc của con người đó, mà cứ ngồi đó mà dùng quần dùng áo hoài mệt đó. Thì mặc quần áo này cũng đỡ lắm, cái bằng nó gạt quá, nó đang cấp thấp ra, đang đỡ nhức đầu. À, thí dụ vậy đó, dù nó vấn đề cạo tóc không cũng mệt lắm á, cạo rồi nhức đầu muốn chết luôn á, quý vị không hiểu, nhất là trời lạnh á, những cái bên lạnh á, mà không có như Đài Loan trước đâu có lò sưởi này đâu, mặc dầu ở đó khí hậu tốt nhưng mà nhiều khi cũng lạnh ghê hả, sư phụ nhức đầu chịu không nổi, hả? Rồi đau hết cả mình nữa. Bây giờ không có nhức đầu nữa. Ừ. Lâu lâu có thể đi mà máy bay đó mà bị hút thuốc nhiều quá đó, mà không có cách gì để mà trốn đi, nhiều khi ngủ hay là sau đó nó quên rồi nó hút đó, là cái mình không kịp phòng bị, có nhức đầu vậy thôi, nhưng mà không phải tự mình đày đọa lấy mình ha. Rồi ví dụ như cái vấn đề hồi xưa sư phụ nghĩ rằng để cái móng tay cắt cho nó hết đấy, sạch sẽ này kia đó là cho nó lẹ hơn, nó tốt hơn, nhưng mà bây giờ sư phụ nghĩ rằng làm vậy còn mệt nữa. Thành bây giờ sư phụ lúc đi hoàn pháp nhiều khi không có thời giờ cắt móng tay cho nó ra luôn. Kệ nó hả, thành nó nhiều khi mình sơn một chút có thấy nó sạch sẽ nữa hả. À, rồi còn hồi xưa đó mình nghĩ rằng không thích á, làm vậy nó mất thời giờ thêm nữa, tại mỗi tuần sư phụ phải cắt rồi phải rửa, mà cắt rồi phải cắt này kia nào cho sạch luôn á, hôi mất công á, mỗi lần sư phụ làm vậy sư phụ muốn chặt luôn tay cho rồi, mệt quá đi, ngồi đó mà tỉ mỉ làm cái này sư phụ bực mình á. Bây giờ thấy nó khỏe hơn, thành ra nhiều khi mình thấy mình tu hành lần lần mình phải cảm thấy cái gì mà nó lợi nó lẹ thì mình làm, chứ không phải lúc nào cũng phải chấp nhất trong một cái khuôn khổ nhất định, hiểu chưa? Cái gì mình thấy mình sai mình phải sửa, thấy không? Nhiều khi cái sự sai đó không phải là sai, nhưng mà cái là bài học của mình, thấy không? Mình học qua rồi thì mình phải cái gọi gì, tiến bộ, hiểu chưa? Hiểu hả? Sướng quá, khai ngộ. Rồi quý vị chừng nào ăn cơm? Ở đâu ăn cơm? Chưa ăn hả? Hay là ăn rồi? Ở bên đó rồi quý vị làm sao nấu cơm rồi làm sao? Ăn bánh mì không mỗi ngày vậy đó hả? Sao giống sư phụ vậy? Ê, bánh mì bì ngon nha. Bánh mì bì là bỏ cái hâm mà vegetarian đó, hâm chay vô đó ngon hả? Sư phụ thường mấy cái hôm gần đây mà đi vòng quanh thế giới, thường ăn bánh mì nhiều hơn cơm. Hả? Ăn bánh mì nó tiện quá. Hả? Vừa đọc sách vừa ngồi gặm cũng được nữa. Mà ngồi đâu cũng ăn được, nó lẹ. Không có mất công người ta nấu nướng nhiều. Thành sư phụ ăn bánh mì cũng nhiều lắm. Nhưng mà ăn vậy có nhớ cơm không? Nhớ sư phụ. Sư phụ thay cơm mà. Vậy khỏe quá, để dành tiền đi hoàng pháp. Ok thôi hả, chắc đủ rồi hả, có cần hỏi gì nữa không? Không hả, để thôi để sư phụ về, không phải nghỉ ngơi, sư phụ chuẩn bị công việc khác chứ. Đi ngày mai đi hoàng pháp thì cũng phải chuẩn bị chút đỉnh á, với lại phải thiền là chút. Có nhiều chuyện bí mật nói không được mà.
hay lại lãnh kẹo hả? Thôi sư phụ để đây hả? À, sư phụ đi vòng vòng cho coi cho đã rồi đi ha.